Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay chúng ta đang đến với một tựa game, đó chính là Monster. Và ở đây, wow, ở đây các bạn đang có một cái sự kiện khá là hấp dẫn luôn. Chơi trò chơi các bạn à, nếu như may mắn thì mình sẽ nhận được cái con đó, đẳng cấp Legend. Bây giờ thì mình cần phải nhắm mắt mò đại. Nó đang chỉ mình. Ôi, nó chỉ sai rồi. Rồi. Oh my god, nó lại nằm ở dưới. Rồi, bây giờ tiếp tục với xào nữa. Ở đây. Không ra. Số hơi bị nhỏ luôn. Nằm ở phía dưới nữa. Rồi, tiếp tục. Bạn ấy cứ việc xào thoải mái. Cái này, mình tin đó. Mình, oh my god, hết chiên. Một bước của chúng ta là tốn khá là mắc luôn. Thôi hết gì thì thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch tất cả vàng. Đó, được 50 luôn. Đây, xem nào, hôm nay có cái gì đó thú vị hay không. Có sự kiện này nhưng mà mình không tham gia được. Các bạn có biết cách nào để tham gia hay không thì chỉ mình với nha. Nó ghi là 50 square coins. Mình chắc không rủ coi hay sao ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ ở đây thì có cái gì chơi thú vị nè. Wow, 150 mảnh với 649. 649 hiện tại là mình có 68. Mình nghèo như con mèo luôn. Mới vào thì ngày mới thì chúng ta sẽ được check in một cái rương free. Rồi, được một cái món tào lao. Được một cái món tào lao thiên tướng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái khu vực ở đây có cái khu vực này là leo núi. Đó. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau triển nha. Action. Lần này thì chúng ta chiến đấu với một cái đội hình khá là hầm hố. Từ chiều này là mình búp cho đây, mình sẽ búp cho cái con đây, búp cho cả ba con luôn. Oh my god, em mới búp thôi, em chưa làm gì hết luôn. Ở đây nó xúc em như phim vậy mấy mẹ. Nó xúc mình gần hết cây máu luôn cơ. Mình thấy mấy bạn như vậy là không phai rồi đó nghe. Tiếp theo chiến binh. Khoan, chiều chiến đấu đâu rồi. Đây. Dập liền. Ok, tem bạn hết máu. Quá tuyệt vời. Ở sao nó hết máu mà vẫn đứng đánh khí thế vậy ta? Ôi cha. Còn 427 giọt các bạn à. 427 giọt. Chiều này là ôi mít, mình cưa ba con luôn nhầm. Nhưng mà xui cái là bị mít các bạn à. Yeah. Tiệt chiêu ngựa đá đâu. Xuống sát luôn với hiệu ứng cực kỳ đẹp. Đó chỉ là đội hình đầu tiên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội hình thứ hai. Liên quan xã đến người anh bạn cầm hai thanh đao. Bức xúc quá, mình bật cái chữ auto luôn. Cũng ba là cà nai xí muội mấy chú rồi đó. Bộ giáp của mình bị trừ thê thảm luôn rồi. Triệu hồi ngựa chiến. Wow. Và đây là chú ngựa chiến của mình. 200 đam. Lưỡi hái tử thần đã bắt đầu xuất hiện. Chúng ta chỉ có thể chịu được 2 hit nữa thôi. Đó, giữ gìn bình tĩnh và phong độ nào. Chú có thể chết nhưng mà quái vật xanh nó có thể triệu hồi trở lại nha các bạn. Cho nên cuộc chiến này là cuộc chiến bất tận. Quái vật xanh mình mà còn là con như tên bạn mệt mỏi liền. Quá đỉnh luôn. Wow, thể hiện không tuôn. Bây giờ thì mình sẽ bắn sát các bạn à. Oh my god, sức đam đến từ lửa. Wow, đúng là mình không uổng công mình luyện cho những cái bé này lên tới đỉnh luôn. Công chú ngựa mà chúng ta thắng với sự tồn tại của ba con. Không nổi hai sao, một sao mấy.
quá, mình đang đứng đầu luôn kìa. Rồi, chúng ta sắp vượt qua được cái mốc này rồi. Cố lên. Lại là cái block, anh bạn cầm hai thanh kiếm và mọi bạn sát thủ ăn đủ đủ luôn. Wow, cái hộp block nó biến thành cái búa mà nó đấm mình. Một thanh kiếm liên hoàn trả nữa. Trời ơi, chúng ngựa của chúng ta đang chịu hàng tấn sát thương đến từ ba thành viên tên bạn. Bây giờ thì chú ngựa đó, tuyệt chiêu. Ôi trời ơi, hiệu ứng cực kỳ đẹp luôn. Sự kết hợp hoàn hảo khi mà chú ngựa bấm chiêu đam. À, chiếc iPhone kìa. Không phải này, không phải iPhone các bạn, này điện thoại thường thôi. Wow, hạ gục bấm chú ngựa. Tình huống này khá là căng thẳng. Quái vật lửa quyết định bấm ba la cana xíu mùi tên bạn liền. Sau đó quái vật xanh triệu hồi lại. Giữ gìn bình tĩnh nào. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh Anti Channel thì hãy bấm vào cái nút đăng ký kênh nha. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và mọi người thích làm về cái tựa game gì có thể comment trực tiếp vào bên dưới luôn. Mình sẽ làm thêm nhiều tựa game mới cho các bạn xem. Còn bây giờ thì sự thể hiện vô cùng bá đạo đến từ quái vật xanh vừa hốt được một em đến từ tên bạn. Cuộc chiến này diễn ra vô cùng nảy lửa. Đó, mấy bạn muốn bắn mình là mấy bạn phải bị giảm máu trước khi bắn mình luôn á. Wow, bốc hơi rồi. Tên bạn vẫn còn một con quái vật xanh á, triệu hồi nổi không? Quái vật xanh chưa kịp triệu hồi. Con ngựa thì chúng ta quên rồi. Đây, mình hiện tại đang level 64. Mình sắp qua được cái cửa mới luôn các bạn ơi. Và ở đây là gặp boss hả? Một anh boss vô cùng cute for my wear luôn. Lượng máu lên tới 100.000. Ôi trời ơi. Cái gì vậy man? Không cẩn thận là mình rất là dễ bị banh sát luôn đó bạn à. Nó phân thân ra nó đập ba đứa. Đây, tuyệt chiêu hắc ám vừa được thi triển. Tên bạn mỗi lần mà muốn đập mình là sẽ bị giảm đau và bị trừ máu. Đó, y như rằng luôn. Quái vật xanh, quái vật xanh đang sử dụng tuyệt chiêu hút máu lên cho đầy. Full cây. Rồi, tiếp theo đó là hốt một em trước. Lại là giống như hacker vậy man. Nó tính toán đủ các kiểu và nó gây sát thương cho mình. Rồi, bây giờ chỉ còn lại một thôi. Đó, nó càng đập mình thì nó càng mất máu. Chú ngựa cố gắng tung chiêu nhưng mà lượng sát thương gây ra vẫn chưa đủ. Quái vật xanh của mình sao đây? Bốc máu. Ơi, tên bạn đang còn nửa cây luôn á. 15.000. Đập mình cái 12.000. Sạc pin, em hết pin mấy anh ơi. Sạc pin với hút máu vô mới được. Lượng máu mình đang full cây 96, còn tem bạn còn 34. Nếu như mà so về lượng máu đó thì tem mình đang hơn tem bạn. Mít rui. Tem bạn tấn công bị mít. Tấn công lần thứ chứ men. Căng dễ sợ chưa? Triệu hồi quái vật lửa. Trời ơi, anh lửa bị ăn hiếp kìa. Xuống sát chú luôn. Rồi, tên bạn tiếp tục bơm mana. Ây cha. Lên dĩa. Quên nhẹ nha các bạn. Wow, chú lửa này có được một cái chiêu đó là khi mà tên bạn mà gây sát thương cho mình là nó bị trừ điểm liền. Cái chiêu đó rất là bá đạo luôn. Wow, và mình đã qua được cái màn mới luôn rồi. Yeah.
Ok. Thu sạch sẽ vàng. Rồi. Ồ, ở đây có mấy bé mới nè. UCR, nhưng mà mấy con này mua tốn game quá. Thôi vậy các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Và mình sẽ gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.